Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ trước thềm hội chợ Trung Quốc ASEAN 2016, CA Expo được tổ chức tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đồng thời cũng là để tăng cường quảng bá hình ảnh của Việt Nam với vai trò là quốc gia danh dự tham gia sự kiện này. Mới đây tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Vietjade và Chính quyền Nhân dân tỉnh Quảng Tây Trung Quốc đã tổ chức triển lãm CA Expo Việt Nam 2016. Triển lãm CA Expo Việt Nam 2016 được Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Chính quyền Nhân dân tỉnh Quảng Tây Trung Quốc tổ chức. Triển lãm vừa là hoạt động quảng bá cho hội chợ Trung Quốc ASEAN CA Expo, song cũng là một trong những chương trình cụ thể để thúc đẩy hợp tác, trao đổi thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc. Triển lãm lần này sẽ là cơ hội cho doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác trao đổi kỹ thuật công nghệ mới, cùng nhau khai thác các lợi thế của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc. Là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chương trình của hội chợ tại quốc gia danh dự hàng năm, triển lãm CA Expo Việt Nam 2016 lần này được Bộ Công Thương Việt Nam chỉ đạo Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với Chính quyền Nhân dân tỉnh Quảng Tây Trung Quốc và Ban Thư ký của Hội chợ Trung Quốc ASEAN tổ chức là hoạt động quảng bá cho hội chợ CA Expo, nhưng đồng thời cũng là chương trình cụ thể để thúc đẩy hợp tác trao đổi thương mại, cùng nhau khai thác các lợi thế của Hiệp định Thương mại Tự do Thương mại ASEAN Trung Quốc, góp phần tích cực cho việc nâng cao tính cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Triển lãm đã thu hút được sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp Trung Quốc trưng bày tại 300 gian hàng với các sản phẩm nông lâm thủy sản, thực phẩm chế biến, máy móc thiết bị công nghệ đóng gói bao bì, máy công nghiệp, thiết bị điện, vật tư xây dựng, ô tô, sản phẩm năng lượng công nghệ mới. Tôi rất tự tin về thị trường Việt Nam vì Trung Quốc và Việt Nam là hai nước hữu hảo, truyền thống và lâu dài. Từ thời Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh đã xây dựng quan hệ từ kinh tế đến chính trị chặt chẽ. Tôi cho rằng các sản phẩm máy móc nông nghiệp của mình sẽ có tiềm năng thông qua các hội chợ triển lãm như lần này giúp nền nông nghiệp hai nước cùng phát triển. Tại thị trường Việt Nam thì máy công nghiệp cũng như các mặt hàng động cơ phát triển rất nhanh. Hiện nay thì thị trường Việt Nam đã có khoảng hơn 100.000 động cơ của WeChai được sử dụng trong các ngành công nghiệp nặng như thủy điện, động cơ máy khai thác khoáng sản. Tôi hy vọng thông qua triển lãm thì một bước nữa sẽ xây dựng được thương hiệu WeChai đối với thị trường Việt Nam. CA Expo lần đầu tiên được tổ chức tại Nam Ninh, Trung Quốc vào năm 2004 theo sáng kiến của phía Trung Quốc nhằm thúc đẩy việc xây dựng khu vực thương mại tự do Trung Quốc ASEAN. Từ đó đến nay, CA Expo đã trở thành một sự kiện thường niên thu hút sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp Trung Quốc ASEAN và một số quốc gia châu Á Thái Bình Dương. Qua 12 năm liên tiếp tổ chức thành công, CA Expo thực sự đóng vai trò quan trọng, tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam giao lưu, trao đổi, xúc tiến kinh doanh và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực với doanh nghiệp các nước ASEAN và Trung Quốc, góp phần đem lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Dự kiến, khu gian hàng thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam tham dự CA Expo 2016 lần thứ 13 tổ chức vào tháng 9 năm 2016 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút sự tham gia của 200 doanh nghiệp với các ngành hàng có sức cạnh tranh và phát triển thị trường xuất khẩu tại Trung Quốc và ASEAN. Việt Nam và Trung Quốc nói chung và Quảng Tây nói riêng, núi liền núi, sông liền sông, có tình hữu nghị truyền thống lâu đời. Sự hợp tác Việt Nam-Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong kinh tế hai nước, Trung Việt. Năm nay, Việt Nam là quốc gia danh dự tham dự hội chợ Trung Quốc CA Expo sẽ tạo điều kiện chặt chẽ cho nhân dân và doanh nghiệp hai nước nắm bắt cơ hội giao lưu tăng cường hơn nữa hợp tác hai bên cùng có lợi, chung tay sáng tạo hướng về một tương lai tốt đẹp. Theo thống kê, hội chợ CA Expo 2015, khu gian hàng của Việt Nam đã đón khoảng 50.000 lượt khách là các doanh nghiệp Trung Quốc và quốc tế, công chúng tới tham quan và giao dịch. Tổng giá trị các giao dịch thương mại, thỏa thuận, hợp đồng thương mại và các dự án đầu tư mà các doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết tại hội chợ đạt gần 100 triệu đô la Mỹ. Với vai trò quốc gia danh dự của CA Expo 13, doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội nhận được sự chú ý của bạn hàng quốc tế và triển vọng mở rộng sang các thị trường ASEAN và Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập.